Hello người nha, hôm nay mình sẽ vận chuyển con Z300 siêu ken về cho anh công an ở dưới tỉnh đó, tỉnh gì qua em quên tên ta. Hả? Ở đâu anh? Em nhớ là miền Tây. Đây, Z300 siêu ken. Và bây giờ mình đi Cao Lãnh. Tụi mình giao xe xuống đâu quên rồi, xa lắm, chút nữa nhớ là nói lại cho anh em hả, giao xe Z300 rất là đẹp. Đó. Rất là đẹp. Đó. Xích lại để đi xa. Cho anh em ngắm xe xíu. Mình tiếp tục ăn bánh mì nè. Đó, ăn bánh mì nè. Mới kịp đi giao xe cho anh em thôi. Em giờ đi tới đâu rồi ta? Đi tới gần Bến Tre rồi đó. Xe đẹp không? Nhìn xe đã ghê luôn. Chiếc nền mấy can sạc bang. Đó, ở đây anh em biết ở đâu không? Đây là Bến Tre. Phải không ta? Quốc lộ 1 ấp Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. À, mới tới Tiền Giang thôi. Giờ tiếp tục đi tiếp thôi. Đang ngồi nghỉ nè. Đi lộn đường rồi. Cho nên bây giờ phải đi vòng ra lại đến trạm thu phí dòng tự lập nè anh em. Thấy nó ngộ ngộ, nó vui vui. Cái đường nó đang làm á, cái đường đang làm bây giờ vô không được rồi. Rồi bây giờ phải chạy vòng ra, các bạn hủ bọc vô chứ. Mình đâu có nghĩ là cái đường nó đang làm đâu. Đường này lạ kìa. Đúng ra là phải để cái bảng cho mình ngồi đúng đây rồi, trong đó. Đúng là phải để cái bảng nè, cái đường nó đang làm. Nếu như mà để vậy sao thu sao thu được 30 ngàn anh? Bởi vì bởi dân Việt Nam mình đau dân Việt Nam mình mệt ghê. Đúng nên phải để cái bảng rồi, cái đường đó nó đang làm sửa chữa xe hơi không qua được thì để mình biết đường, không, kiếm đường khác mình đi. Không có để bảng mà. Thì đúng ra là bản đồ nó chỉ đi đường đã tới nơi rồi. Ở đây cảnh đẹp ghê luôn á. Bên kia là hàng ô môi. Hàng ô môi là hàng ô môi là sao anh? Hàng ô môi là sao? Hai bên đó là nguyên trồng nguyên hàng ô môi vậy đó. Để kêu kêu mấy anh em mà có hoa nó rộ á. Hoa màu đỏ, hoa anh đào á, giống như hoa anh đào vậy, rất là đẹp. Đây, xuống Z300 siêu ken. Kính đó để vài bữa mình đi xét xe đồ cho dễ. Em để kính sẵn luôn chứ em không tháo kính ra. Tại vì thường thường cũng đi tour này chứ. Được. Xét phía sau này. Đi tour luôn, ghê, máu. Mỗi năm em đi có một lần hả? Thường thường tới bây giờ lãng. Nói chung là đi tour bạo lực chứ không có phải là tour thường. Bạo lực đâu, ghê okay không? Là khoảng 140, 150 cứ đều ra vậy đó. Là 140, 150. Ủa? Hồi đó đi xe gì, 140 được? Chiếc Winner của em độ lên. Winner độ thì đi con này ngon hơn rồi. Vâng. Có ABS nữa, an toàn. Dạ. Đây, cho anh em ngắm Z3, vừa ngắm xe vừa ngắm cảnh luôn. Ở đây cảnh cực đẹp. Đó. Ở đây gọi là... Là gì tao quên rồi. Tỉnh gì á? Đồng Tháp. À, Đồng Tháp. Lần đầu tiên xuống đây luôn. Hiếm lắm. Nó được vô đây lát nha, nếu có rảnh thì qua bên Tháp 10 cho dẫn mấy anh vào bầu sen nguyên cái ao sen của ta luôn. Ừ, thấy không? Đi trời mưa quá trời nè. À, cặp vỏ đã quê. Vỏ này đi biết chừng nào mới thay. Em đi chắc chừng tới qua Tết là thay quá. Rồi cho anh em coi quá trình mà xuống xe luôn. Đấy. Yeah. Anh cầm máy quay giùm em ấy. À, cầm quay hai anh em ơi. Đây. Rồi, đi buồn ngủ từ sáng tới giờ luôn á. Rồi xuống. Mình là áo sọc là anh chủ xe á nha.
rồi. Rồi. Đó. Lấy cái ben xuống. Ồ, cái ben xuống. Chúc anh để ben đâu? Cái ben lát em để cơ quan. À. Rồi. Ai chở cái ben? Tiện lát mấy anh cũng phải đi đường này qua tháp 10 mà. Ừ. Là vòng lại đúng không? Đúng rồi, vòng lại. Đó, rất là đẹp luôn. Bàn giao xe. Rồi, mình đề mấy cái đi. Mình đề mới cái, đề mấy cái đi. Đây, công tắc nè. Đó. Rồi. Từ từ còn số. Rồi. Đó, phấn khích liền. Là nếu như vậy là tính ra thì con này mới có mấy ngàn thì đương nhiên là phải ngon rồi. Mấy êm rồi. Audio 8.000. Gần 8.001. Ở đây giấu bánh trước chưa mở luôn nè. Đây nè, chưa mở bánh trước á. Thì nếu như mà hồi trước là ảnh là ảnh chơi xe độ, xe winner độ. Thì bây giờ lên chiếc 300 này á thì nó ngon hơn, nó đầm hơn, với lại á anh đổ xăng anh đi được nhiều hơn, đi lâu xa hơn. Lâu hơn. Rồi với lại xăng thì cũng ngang nhau, em đảm bảo luôn, xe độ thì nó hao xăng hơn nhiều á. Thì ba mấy cây một lít, chiếc này thì cũng khoảng tầm 30. 30 đô lại. 30 đô lại. Chạy đều, ngon quá trời. Thì em cũng có nghiên cứu rất là nhiều rồi. Mình mới mua. Lại với lại đường này mới nữa. Đường xá ở đây thì nói chung là nó cũng khó đi, thành ra coi em dám chọn Netbuy chứ không chọn Sport. Nói chung là tùy cái đường với điều kiện của mình. Này tôi bạo lực 150 thôi chứ y bài luôn. Đây, con nào, con chắc chắn là nhẹ hơn winner của anh luôn. Thường thường thì em thích côn nặng hơn. Không, côn này là vừa rồi. Con này rất là vừa. Bình xăng. Quá tuyệt vời, quá đã. À, vỏ phải ken. Ken mọi thứ. Mọi thứ đều như mới. Cái xe á nó sẽ là 2016, 2017, 2018, 2019. Nhưng thực chất nó chỉ là một chiếc xe thôi. Nó chỉ là một chiếc xe Z300 thôi, chẳng qua người đó mua năm 2017, 2018, 2019. Ví dụ á anh mua xe 2019 đi. Mà cái thằng chủ xe đó, nó đi nó bạo lực, nó chạy quá trời chạy luôn. Thì ô đo nó sẽ cao rồi xe nó sẽ thấp hơn, nhưng mà khi một cái người 2018, 2016, 2015 gì đó nhưng mà người ta mua về, người ta không có thời gian đi, ta mua về ta để nhà thì cái xe đương nhiên là xe đó sẽ ngon hơn cái xe 20. Nên nó tùy theo chất xe. Còn đời là nó khác nha. Chừng nào mà đời khác, ví dụ như Z400 đi thì nó nâng cấp lên là nó khác rồi. Còn cái Z300 thì nó chỉ là chiếc Z300. Có nhiều anh em người ta không biết á, nhiều người bán người ta kêu à, xe tôi đời 2020 có nhiều công nghệ mới, giống như là hồi bữa em gặp cái trường hợp á R15 V3 biết không? À, xe R15 220 xong rồi có người ta không biết, ta vô hỏi ủa anh 2017 với lại 2018 là 220 nó khác gì nhau, vô thì ảnh bán 220, ảnh kêu là 220 được máy mạnh hơn xíu, đâu có liên quan, nó vẫn là chiếc xe đó như anh biết đúng không, nó vẫn là chiếc xe đó, nhưng mình là người có tìm hiểu mà nó vẫn là chiếc xe đó, tìm hiểu thì mình vẫn biết là cục máy móc vẫn y chang như nó vậy, y chang nhau, chẳng qua là người tem nó khác hoặc là nó thay đổi một số chi tiết nhỏ thôi, người mua người ta mua năm đó, năm đó thôi. Vâng. Rồi cái này là mình đang rút gốc nha. Tầm 1-2 ngày nữa là hồ sơ chuyển về đây rồi, anh ra tên mới thôi. Thì mình hồ sơ chuyển về có gì anh cứ chuyển phát nhanh đi, có gì bên em tự chịu chi phí. Đó, coi nè, kiểm tra nè, lọc máy nè ha. Máy mọi thứ nè. Rất là ok, không có gì mà để chê hết. Cổ bô nè. Nhìn đi. Thấy chưa? Đó, cho mọi người ngắm đi. ABS là em test hết rồi, mọi thứ là đều hoàn chỉnh nha. Không có gì để bàn hết. Đó, rồi, anh cameraman rất là có tâm. Anh cameraman là phải gọi là gì ta? Bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ rồi. Anh cameraman này cũng là một dân biker. Dân biker. Nhà nổi tiếng cũng là có chiếc Ad 62 Dinh Dinh. Đồ Ad 62 Dinh Dinh hả? Vâng. Giao lưu dễ. Rồi, cảm ơn anh bữa nay đã đón em. Em cũng giao xe xuống đây thì hơi xa. Em hơi buồn ngủ xíu, sáng dậy sớm. Thì cũng rồi. Cảm ơn anh Minh lặn lội đường xa giao xe cho em. Nói chung cũng rất uy tín. Thành ra em mới gọi cho anh. Em cũng coi nhiều clip của anh trên YouTube rồi. Thành ra mới biết là
hỏi anh có Z300 hay không, rồi anh nói có thì ok em đặt luôn, em không ngừng xem xe. Chuyển tiền luôn. Cái uy tín của mình rất là nói cao. Chung là anh em chuyển tiền hết thì mới dám chạy xe xuống. Dạ vâng. Chứ mà chạy xe xuống nhiều đứa không phải đâu, tại vì nhiều người lắm không trên kênh xe. Là rất là nhiều người người ta giỡn chơi và mấy đứa nhỏ nó lên nó đặt chơi cho vui mà chạy xuống đâu được, phải chuyển full xe rồi tôi sẽ chuyển xe xuống ra anh đó. Điều tất nhiên rồi, em hiểu mà. Con Z300 đi tour thôi chứ bao giết mọi thể loại luôn á. Mạnh, ok, hợp lý, hợp túi tiền nữa. Vâng. Tính ra mà mua con Winner độ lên thì cũng mua con này nó hơn. Vâng, đúng rồi. Có công nghệ anh đi ổn định hơn. Winner thì độ cũng hết mấy chục rồi. Đúng hai rồi. Ba chục gì rồi. Giết luôn con này, ổn định hơn, bình xăng to hơn, cái gì cũng khỏe hết, dáng ngồi cũng khỏe hơn, an toàn hơn. Công nghệ đồ, máy móc thì mình chạy mình không sợ bị lúp. Chạy kêu kia tâm lý lúc nào cũng bị lúp hết. Rồi, dắt xe vô, xe đó hơi to, mình dắt vô đây luôn đi. Dạ. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip ha. Chúc anh em một ngày thiệt là tuyệt vời. Giờ anh em tụi mình là đi ăn, mệt lắm rồi, đi ăn. 300 rất là hợp dáng ha, kiểu rất là ngầu. Đẹp á anh. Hợp. Thế nào anh chạy rồi nó. Ở dưới quê mà chạy con này là hơi bị đẹp trai, thấy không? Ở dưới quê toàn cúp chứ quay không? Chạy con này là cũng dữ anh. Dưới quê đường này men đứt nào chạy anh. Đẹp ghê, tiếng mình. Ngắm cảnh quê. Ướt đồ hết rồi anh em ơi. Ướt đồ hết rồi thì anh mình với lại anh chủ xe mới đi vô một cái quán ăn rất là đẹp. Đây để quay để quay cho anh em coi nha. Ở Đồng Tháp là có sen. Quay cho anh em coi ăn ở đây là lãng mạn. Rất là đã luôn. Đó, ở bên kia mấy cái chòi cặp đôi đi đó là ăn xong rồi xong luôn. Quá đẹp anh em. Rồi thôi giờ chờ đồ ăn anh đi cá chùm dừa rồi đó, dừa nó dừa giờ bắt đầu ăn cơm. Là cái này là gọi là gì ta? Tép xào bông điên điển. Bông điên điển cái này chỉ nghe ở trên phim thôi à. Đây là tép xào bông điên điển à. Đây cầm đây thử miếng thử thôi. Cái này là bông điên điển đúng không? Đúng rồi, vàng vàng là bông điên điển. Lần đầu tiên mình ăn bông điên điển luôn mọi người. Coi ở trong phim thấy rồi mà giờ ăn thử rồi. Nó ngọt á. Nó ngọt. Ngọt chứ lại tép mà tép bắt dưới ruộng luôn đúng không? Vâng, tép dưới ruộng. Ngon, cái này là canh chua, chua cá lăng. Canh chua cá lăng. Cá lăng nó ra sao ta? Cá lăng nó giống như cá chèn với anh. Nó tự tựa cá chèn nhưng mà to hơn. Cái giống cá trê, tự tựa cá trê. Mình không đành ẩm thực mọi người. Mình đâu phải quay ẩm thực đâu. Mình quay xe mà. Cái này chỉ pha vô cho vui thôi. Chó kia sao nằm buồn buồn ta. Đang no nằm buồn ngủ. Ảnh mời ăn thịt chuột nữa mà. Thôi ghê lắm. Không dám ăn đâu. Này, thịt chuột nó ngon sao? Kể lại cảm giác cho mọi người nghe. Thịt chuột thì nói chung là nó cũng khó diễn tả lắm anh. Nó giống thịt gì anh tài xế? Thịt chuột á. Nó ăn nó cũng tự tự thịt gà mình nhỉ. Đúng rồi, gà. Giống như thịt gà mình. Hoặc là nhưng mà nó hơi dài á. Nó là thịt thịt chim cò này kia nữa. Tựa vậy đó, nó dai, rất là ngon. Dai, ngọt. Rồi anh em đó, nghe nói chưa, dai rất là ngọt. Rồi anh em ở thành phố thì bắt chuột cống vô làm thử nha. Bắt chuột cống làm thử nha. Thôi giờ tôi đói bụng quá, tôi ăn nè, rồi kết thúc clip đây luôn nha. Đó, rất là ngon nè. Trời ơi, soi một mùa đẹp. Anh gắp cho em miếng cá lăng rồi. Đó, tuyệt vời.